Cái chân bây giờ đứng lên cũng hết được rồi. Hai hai cô khiêng hai cái chân đi là anh Chiến khiêng trên mình. Khiêng hai chân đi hai cô. Đó đó, trời hay quá, hay quá. Đó đi văng đi ra, văng. Có đồ mới nữa nè. Trời quá trời đó, đó đúng là trời cái quần nó ra như móng kho luôn nha. Chà đi anh. Chà trong đít đi. Quá trời. Đâu ở trước nữa. Rồi rồi. Vớ cái cục gì ra nó không đúng rồi. Anh lộn cái tay vô trong đít anh chà đi còn đang thùi nè. Anh lộn cái tay vô đít chà đi, anh cứ đứng vững đi con Chiến nè. Trước á ông ơi. Đây. Đây cái chú căn nhà cũng mới được hình thành. Đây, chú đang ngồi bên trong nè ông bà cô bác. Đây có rất là nhiều, có rất là nhiều cô chú đang tập trung ở đây. Đây, ở đây là cái khu bà con khó khăn đây rất là đông. Đây, bà con đang tập trung rất là đông. Phong Nguyễn cùng với Quy Quốc, cùng với anh Tâm Thị Ngọc, cùng với chính quyền địa phương cũng gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả ông bà cô bác mạnh thường quân nha. Sao? Sao con? À đi con. Mẹ đi mận hết trơn rồi, à, tẩu con. Đi mận hết trơn rồi, mận dương rồi, không Tết này không về nữa. Đây à. Đằng kia, xa xa có ông chú đang ngồi, ông bà cô bác. Đây thấy được căn nhà mọc lên thì địa phương rất là mừng. Thầy sợ chú là chú nhầm khi chú đi chú lọt xuống con kinh đó không bà cô bác. Chú bò chú lết ha. Xin phép bà. Này thấy căn nhà mới cũng mọc lên đó ba. Giống tập liều lý tưởng ha. Trời ơi. Cái này là chú bị chờ ông trời đài đúng rồi, ngồi ngoài nắng à. Chú nắng. Này bữa hôm mình có ghé thăm đó. Dạ. Cho chú lết ngoài đường nắng luôn. Dạ. Mà sao chú ngồi ngoài nắng giữa cái nắng mà 3 giờ chiều quá ba? Sao chắc kiểu? Cái tinh thần ta cũng không được ổn quá. Bây giờ cái nói nhảm nhảm vậy riết. Dạ dạ. Bây giờ hôm đó ở cái chòi ngoài sao còn đi kìa. Lập sập kìa. Em đúng rồi, hỏi hỏi rồi. Bà hỏi mấy bà đây. À, ông ngồi ngoài nắng vậy không hả? Trời ơi. Cứ nói với mấy chú vậy nè. Bây giờ cho ông cho nó xin ít nó đi rồi mua dây điện nối đi nhỏ gì đó. À tức là hàng xóm xin dây điện dùng hả? Hàng xóm xin dây điện. Có gì vậy? Có hả? Cô phải cô của hãm là con xuống con gửi triệu cô mua thuốc mua đồ cho ổng không? Ừ. Đúng rồi. Ừ, chị em gì bà con gì đó hả? Chầm sớm gì đó hả? Cô. Dạ. Mà tôi đâu có bận được. Của hãm em xuống rồi nè. Tiền bạc gì không có. Dạ. Chị em thấy chị trong cái tấp hoài em thấy vậy chị mới dùng. Chị mới thấy chị mới tới cửa xong cái ông cái tiệm đến mua ý nữa. Dạ. Làm nữa. Thì cô biết không, bữa hãm đi về thì nói đúng ra ảnh là anh không có cái duyên. Rồi em nói đúng ra là cũng có là vợ chồng anh Bình là cũng ở Kiên Giang đây là cũng là hai tấm lòng vàng từ lâu đã gắn bó với lại kênh của Quy với Phong là cho bà con rất là nhiều. Rồi em mới cũng như là tâm sự, chị em tâm sự vậy đó. Cũng có mời chị xuống để chị thăm rồi chị cũng gửi cho tiền để sửa nhà anh đó chị. Nó mấy cô biết không? Dạ, không có gì mà mấy cô biết không? Cái đây là mười mấy triệu không có đáng gì đâu. Mà so với lại coi như quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, nhưng mà cái gì cũng tùy duyên á mấy cô. Đó nên thấy làm cho ổng vậy được không con? Sạch sẽ phải không? Làm gì sạch sẽ được rồi. Mà bây giờ nếu mà kéo điện á tiền này kéo điện giờ chắc điện giật không được. Cái này cái này nó được cái chuyện được. Có thì đâu cái bóng nhỏ để sáng vậy thôi. Rồi cái nhỏ điện giật nó chết nó à. Không có tỉnh nữa. Để đây để vậy đó. Rồi đây. Đi mời bà con vô thăm ổng chú ở đó đi. Xe.
kêu anh vô nhà đi. Ai biết để hỏi ổng rồi. Kêu anh vô nhà đi. Ổng nói tiếng Khmer mày biết nói không? Vô nhà đi cho má. Thôi. Vô nhà đi. Anh vô nhà đi cho má đi. Má nói trước khi vô má. Dạ. À, mình qua qua cái nhà trò cũ trước đi má. Ừ. Rồi. Đi đi. Đi vô nhà má, đi vô ngồi đây má ngồi. Làm tôi nhà xa. Đấy, không được, không được. Nhà cũ của chú nè, ông bà cô bác ơi. Có chừng nha, có chừng nha. Lúc trước là mền không luôn á. Có trước... chừng ê, có chừng có lũ đạn nha. Lũ đạn. Trước mà không thả lũ đạn. Thả lũ đạn. Thôi bây giờ đứng ở đây chỉ vô đi Phong ơi. Tại vì lũ đạn trong này nhiều lắm. Phong Phong vô chút được. Tại vì chú là tiêu tiểu tại chỗ ông bà cô bác. Có đi được đi vô quay coi. Không được má. Con cái nữa. Đạp lên lắc lên xe không được má. Đây nè, đầy không mình đi xéo qua đây được đâu. Xéo qua đây. Cái giường nó ghê để không đi vô động không. À, cái chỗ ông nằm nè ông bà cô bác ơi. Quá rồi cái chỗ. Ông ở trời hình như cái chú này là bị tâm thần nặng luôn rồi chứ không phải là bình thường nữa. Xuống cái đè. Bên trong chị thấy con có cái gì đâu. Ghê đó. Ghê chưa? Cái chỗ mà ăn uống của chú đây. Ăn uống rồi xong rồi. Trời ơi. Chú ăn đồ sống luôn rồi. Ốc, ốc cua cá đồ sống nhăn à. Ăn đồ sống luôn. Nè, đồ sống không nè. Cua đồ tùm lum luôn. Ủa, coi cái gì trong đây nữa nè. Coi chừng tắm bền nha Phong. Không, thấy rồi, thấy rồi. Cho thì chính đồ thấy thì. Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Tôi đi xem cho bà có bắt xem luôn không? Quá trời dội luôn. Trời không ạ. Dội nhúc nhúc luôn ghê quá. Thôi ghê quá ông nội ơi. Đây. Trời cái nhà dội không à. Thôi con có bông nằm đây nữa. À, vậy chỗ đâu nằm ha Phong Quy? Dạ. Nằm ở đây nè má. Nằm ở đây nè mà ý trong này luôn á. Chú ý trong này luôn nè má. Bữa nãy nói mìn nằm đâu ý đó. Quá trời đất. Cái tấm chiếu này toàn là chú ý bên này luôn nè, không bà cô bác. Thì người bay đạp lựu đạn, họ cho bay đi mẫu á. Cho tụi bay mẫu. Thôi mình ra bên ngoài. Chú thúi, túi banh xác luôn á. Dạ, con né được miệng hết trơn má ơi. Ờ, nó có lỡ là đạp miệng cái dục nó dày đó. Bà con đang tập trung ở đây rất là đông hơn bà cô bác. Dạ, bây giờ. Đây, được rồi. Được một căn nhà nhỏ xinh xinh. Đây, đây. Nhà đẹp. Con cho em ăn hết ké luôn đi mà con. Rác cho em mụn quá trời luôn. Xích vô trong chút đi cho mát đi anh. Xích vô trong nữa. Trời ơi, quá đã. Cái mền kìa trời. Không ngày đi cũng không được. Đi xích vô. Không đâu đi, không lết lết không à. Trời ơi. Trời ơi. Chiến ơi. Chiến. Chiến ơi. Vô đây. Anh. Cho tụi em xích vô một chiếc thôi. Thôi coi chừng anh chút bật nữa. Rồi. Rồi anh ngồi xe mặt qua đây đi anh. Làm cái này là em vô anh thấy là làm sao thấy anh mừng không? Mừng. Dạ. Thì cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Lúc trước vô anh mới làm được. Anh nói tiếng Việt được hả? Được. Mừng không anh? Mừng. Rồi rồi. Thầy chứ, để rồi. Hả. Trời ơi, có tay chân anh dính gì tùm lum vậy? Trời ơi, có tắm đâu. Đi mặn á. Anh nè, sao anh không tắm rửa cho sạch sẽ đi? Dưỡng dần mà bò không được. Bữa hổm em dặn anh sao? Đi về tắm sạch sẽ đi, tụi em xuống thăm anh nhớ không? Bây giờ mà anh không tắm sạch sẽ thì tụi em không có xuống thăm nữa đâu á nha. Đừng răng chú. Đấy, không đi, không được. Đừng lết lết, chúng bà cái thiện nha. Tắm mà căng bọn về. Vậy nè. Trong mình anh khỏe không? Khỏe mà. Khỏe mà sao ở trong đây mát, anh không ở mà anh lết ra ngoài nắng không vậy? Chồng hay lắm, thấy người xuống về phải không? Không, chứ anh nằm đây mà. Trời ơi, quá trời có cái mền kìa trời ơi, chết luôn. Anh Tiến ngồi xuống lên chứ. Mền với cái mùng nè. Anh Tiến ngồi xuống. Cái mền cái mùng thấy ghê quá. Chết rồi, Tiến ơi, cái này chắc cái mền cái mùng. Thì tắm đi bà con, chắc kéo mấy bồn xịt ông chứ. Chắc. Giờ đi tắm nha. Ra xịt tắm có quần thay không? Dẫn dẫn chú đi tắm luôn. Đi ra tắm đi cho mấy ơi. Trời ơi, tắm đi, tắm mấy đau tiền cho ông ơi. Đi. Tắm mấy xã, mấy sửa nhà này cho anh. Còn mấy thâu tụi em lên cái nhà thì đi chỗ khác. Ha. Đó, tắm đi. Đi ra tắm đi. Đi. Đi đi. Đi ra tắm đi. Ra tắm có cái tắm cho ông mát mẻ đi. Đây có nước đó, biết tắm ở đâu. Tắm xong á hả?
Nó liền không xuống sông hết các bạn. Liền xuống sông luôn rồi. Này biết. Nào giờ ông tắm sao lớ mới xuống sông tắm không á. Phải không? Xuống sông tắm không hả? Chị này nói ông bò xuống sông không à? Trời ơi. Rủ xuống. Bò lên trên áo không thay luôn. Kìa. Quần áo nó giục rồi lại cái kia cái gì. Trời đó, quần áo giục tới tôi. Chú tinh thần không được ổn định nè. Ừ. Có ai kìa chú đâu không? Đâu ai đâu tắm. Chú ơi, chú ra đây đi chú. Sát mình đó con. Sát mình có luôn. Rồi sao xịt đi. Đây, để chú tắm đi, ổng đi. Tiền tắm chung nước không giờ này. Cho chú đi. Ông tắm là ông thay đồ đâu. Thì chú chưa đi. Chú đi vậy nên là mình mẩy nó bị chảy máu á quý. Trời ơi, tụi nghiệp ổng á. Chị ơi, tạm nhân nó chưa có tắm. Tắm này nè, đây nè, tôi chỉ cho đi, tôi đây tôi chỉ. Được rồi. Mày đi vô nhà ông cái. Thường là chú tắm ở đâu? Thường chú tắm cái sông á mà nó tắm tắm chú mất cái sông mà nó bằng mai vô. Trời ơi. Chú tắm đâu vậy trời? Chú tắm ở đó cũng được. Nó lăn đi, nó lăn lết nó bò lăn bò lết còn hơn đó nữa. Không có đồ thai. Không có đồ thai. Không có đồ thai. Không có quần thai luôn hả? Đâu có đồ đâu thai. Cái ông kia ổng đi bán vé số, ổng thấy nó không có quần áo, cái ổng có lột miêu bò mi ma cho ổng luôn. Nhưng mà ông bò cái ông dục không vô không? Ờ mà không liền không. Lần sau đây cho ổng vô không ấy vô nhà đi chứ nắng kiểu này bệnh chết luôn. Thôi vậy vô nhà đi chú. Vô nhà đi. Ông tắm đây nè. Tắm rồi có đồ hai vậy. Tắm rồi đợi nào khô không? Trời ơi. Khiêng ổng lên giùm đi chứ. Để ổng bỏ luôn. Biết không biết khó khiêng ông chú lên. Hình cao quá nè. Chú dễ sợ. Rồi lên. Không để con luôn à. Bây giờ sao ta? Ông tắm rửa gì ổng không kịp, ổng quá nhanh. Tháng mấy rồi chưa tắm đó. Tháng 2 tháng rồi đi chưa tắm lần nữa. Quá sức rồi. Tắm vậy như để bà con đây người ta tắm mà không chứ mình sao mà trời nắng này tắm mà không biết có sao mà. Ông thích vô đâm vô mát đi anh. Nước trong như nãy đi. Cô ngồi đây có miệng thôi sao mà nó không. Bây giờ nghe mặt ra. À, đúng rồi, cái quần của chú. Bởi chi ổng có đồ đâu thay trời. Chú mặt nó dục hết. Cô tắm hả? Đi ra ngoài cho nó thôi. Cho nó mát một xíu ba. Để chú nằm, để chú ngồi bên tông. Tắm năng mỹ gội đầu cho. Tắm xe. Tắm giùm thôi. Tắm đi có quàng kè, quàng tắm được quàng. Rồi lại nãy giờ lại năng nỉ. Mạnh mày tắm giùm đi. Chịu là tôi kêu đi tắm, không chịu tắm rồi. Không ai tắm giùm hết rồi. Tôi đàn bà sao tôi tắm. Trời ơi, tắm giùm ổng. Thôi làm phước đi mấy anh mấy chị nào ở đây quen biết làm phước giùm lần đi mấy anh mấy chị. Đâu cần giúp đi đâu, xách thùng nước lại tắm. Ừ. Xách thùng nước ra, thùng nước cho tắm giùm cho nó đi. Mày làm phước mày. Anh được cho sáng cho em mà em. Cái lúng đó. Đường sao làm mấy anh mấy chị có ai giúp không trời? Cô Út kìa. Chào cô Út ra tắm đi. Tắm mấy mày. Cô nào cô ruột nào cô xưa nào em có luôn. Cô không khổ nè. Cô năm. Mẹ cô mời cô đi mặt Bình Dương nè, nuôi hai đứa cháu nè, ông chồng bệnh ta. Cô không à. Bệnh ta giờ em nói chuyện này nè, thương người như thể thương thân đi. Em nãy giờ em tắm đường là em vô tắm là em bức xúc dữ lắm luôn á. Mấy cô. Rồi chiều ông tự lết rồi ông tắm. Lết gì đã, ông không chịu tắm, có mình ông mới chịu tắm. Nãy em kêu đi tắm nha anh ông ừ. Mà ông ai họ ông chịu. Ê hỗ trợ giùm đi mấy chị. Ông ấy thôi chứ giờ em nói sao. Vậy thôi bây giờ. Trời đất ơi. Nó tắm đi, tắm giùm đi trời. Tắm đi, không có nhà con tôi làm cho con tôi có đứa nợ nhà. Có nhà tôi mượn tắm giùm cho con tôi có nhà. Cái chuyện sách không nấu nồi.
tắm mình thay đồ cho ổng, có ai có cái quần cục cho cái đi quý vị. Hỏi ra cô tự ơi. Hả? Ôi quần cục để đem cho cái nước mà sao đi tắm cho ổng chịu tắm rồi. Nó chịu đi kìa. Ra cái nước bà đi tắm đi. Thôi khỏi hai đồ. Tắm cho mát được rồi. Có chờ nó luôn. Anh này không đạo nè. Trời ơi vậy thôi. Bây giờ em nói với bà con cô bác quý vị á, bây giờ thương người như thể thương thân. Bây giờ bà con dòng họ ở đây thì ví dụ một người không giúp không được thì hai người, ba người đi, mà nãy giờ đi nhờ ngoài không ai tắm. Đi phải dòm dưới nhà. Ừ, lấy cho ổng đi. Lấy cho ổng đi anh Tư. Mở cho anh Tư, lấy cho ổng cái quần sọc mới anh ta. Ở đâu? Vậy sao nãy hả? Bò đi thấy tội nghiệp quá ông bà cô bác. Cái chân bây giờ đứng lên cũng hết được rồi. Có khăn lao không ta? Mở lên đi. Dạ. Quá trời đi lết đi. Quá trời. Quá trời đi tội nghiệp đi thì. Má đi sát bên đây, má bên phải. Coi chừng lũ miệng đó quá. Đi bên trái, mời bên phải. Thôi giờ tội nghiệp quá, Chiến với cái anh kia khiên ảnh đi vô đóng đi Chiến. Anh giúp em khiêng phụ ổng vô đóng. Khiêng ổng. Nè nè, khiêng đi rồi hai người kia. Nè nè, bây giờ anh khiêng nè. Hai cô khiêng hai cái chân đi là anh Chiến khiêng trên mình. Hai cô lên hai cái chân đi. Đúng rồi, hai cô khiêng cái chân đi. Hai cô lên hai chân khiêng cho mình đi chứ. Nè, hai anh khiêng cái mình đi. Khiêng cái mình đi để ông lết hoài tội nghiệp quá chừng nào đi tới. Nè, cái quần của anh Tư nè, ông cho nè. Lên trước ông ơi. Coi chừng. Khiêng hai chân đi hai cô. Đó trời hay quá đó. Ừ đó vậy đó. Ôi tội nghiệp quá. Rồi ngồi xuống đi. Rồi nước. Đó, có xà bông không cô? Cho miếng xà bông đi cô. Ngồi xích vô, xích vô. Trời ai ổ luôn kìa. Có xà bông không cô? Ai ổ lum la quá kìa. Có nước không? Ờ có xà bông không? Có xà bông không cô? Cho miếng xà bông luôn. Dặn cầm cái dầu nước đi. Chị cầm dầu nước đi chị. Cô. Dầu nước đi cô. Tụi con. Nó cầm dặn nhỏ nhỏ đi dặn là dặn. Có đồ mới nữa nè. Trời ơi. Ơi cho có đồ mới quá trời kìa. Đó, lấy xà bông đi. Quá trời. Gõ cái đầu ổng luôn đi. Chú này chắc cũng mấy tháng rồi. Gõ đầu luôn. Mỗi tháng tắm một lần. Gõ đầu luôn đi, chị lấy xà bông đi chị. Ê nhà có xà bông bé về lấy cho chị miếng xà bông bé, lẹ bé. Mấy năm mà mới tắm. Ừ lẹ đi. 5 năm. Trời ơi 5 năm. 5 năm mới tắm lại. Là mấy tháng mà bây giờ lòi ra 5 năm mới. Xấu cái đầu đi chị, xấu cái đầu đi. Rồi lấy xuống đi để ngợp, lấy xuống để ngợp ổng. Trời ơi nước đen xì luôn kìa. Đây nè, hưng vô cái thùng nó đi, đặng lát múc xấu chị. Cô. Cô ơi, hưng vô cái thùng này nè. Tội nghiệp chú ghê luôn á. Đó, hưng vô thùng đi. Trời ơi, còn... thiệt luôn á. Đó, tắm mà mát mẻ. Kỳ đi. Xấu vô cái giò ổng đi kìa chị cô. Xấu vô cái giò đi. Xấu vô cái giò đi cô. Rồi để lấy xà bông qua trà. Khi mà tắm rồi. Luôn cái chất bẩn trong người chú. Quá trời luôn. Ra cái màu nước nó. Nó nè chịu kêu cái tắm chứ có gì đâu mà mấy cô nó không chịu tắm. Cô đừng xấu trên mặt ổng, cô xịt vô cái đáy quần ổng á. Xịt vô đi. Ừ đúng rồi. Đây gì xin lỗi mà cô bác biết sao tại vì chú ỷ trong trong ừ. Trong mình luôn. Chú anh này hay ỷ trong quần á nên Ngọc mới kêu vậy đó chứ không phải tự nhiên mà kêu. Dạ. Dạ. Xà bông đây hai gói luôn. Nè chị. Làm ơn trà giùm đi chị. Gọi cái đầu đi một gói còn một gói trà với mình. Một gói còn chừa nhan chừa dưới nữa nhan chừa dưới mình nữa cái này phải ba bịch thôi nữa. thôi đi chừa dưới mình nữa rồi ông nội cái đầu gối đất không thôi đi chừa dưới mình nữa cái đầu gối đất không kìa mát không chú ơi nó tắm rồi tắm sạch sẽ chú dễ chịu nữa ít xịn tí nước thôi xịn tí nước đi quào đi ừ đó vào lại đi đặng vô để thôi trúng nước. Không có khăn à. Nhìn lên trên đầu miếng. Nhìn lên ít thôi. Ê thôi. Rồi chạy với mình đi. Anh tự vào cái móng tay anh cho sạch đi. Rồi chị chạy với mình đi. Đúng rồi. Rồi chị tắm luôn với mình chạy với mình ổng giùm đi.
bông ra ông bọt luôn. Rồi, chạy với mình ổng hết đi chị, chạy với chân ổng luôn. Chạy với chân, hứng vô đây đi cô. Trời, tôi nói thiệt, không lẽ tôi vô tôi vào, tôi thấy tôi ứa gan luôn, thiệt. Lẹ lẹ lên. Lẹ lẹ để trúng nước chứ. Ừ, lẹ lẹ, ừ đúng rồi, đó, chạy đi, chạy hết mình ổng đi. Anh em mà có cái gì đâu mà ngại. Rồi. Rồi anh vuốt xà bông trên đầu anh vuốt dưới chân anh chà luôn đi, chà đít chà hén rồi luôn. Xấu đại đi chứ để ấy. Xấu đại trên đầu đi. Tôi biết tắm mà. Không biết tắm gà để ông chà chân kìa. Đó chà chân đi anh, lấy cái chân vô chà. Xấu xấu đi, xấu đại để cai cô, xấu đại để cai cô. Ở cái bà này nghe tức ghê trời. Thôi xấu đại cho hết xà bông trên đầu đi. Tay chân nó gãy chân gãy vô nó còn. Tại vì má có kinh nghiệm là nuôi bà ngoại ở nhà đó. Đúng rồi. Mình việc tắm rửa này nọ má có kinh nghiệm dữ lắm. Tại vì nhà má là một mình tay má làm hết. Ủa mấy cái chuyện tắm rửa này má rất là gì. Bỏ không ai quan tâm chú là chú không bỏ lâu đâu. Cái kiểu này lết lết kiểu này ăn uống lâu lâu. Người con người chuẩn bị sáng không á. Ăn đồ để bị sáng rồi á. Rồi rồi chị đứng đứng dậy đi cho ông cà cái đít ông đi. Đâu ông đứng dậy. Chiến chiến phụ gửi ông đứng dậy. Hai con cầm máy lên đi. Rồi rồi. Giấu nước vô quần ổng cho ổng chà đít đi cho cô. Ôi ơi ông. Thả tay ra đi. Tức là lâu lắm mình chưa có được. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dọn trước nữa. Dọn trước luôn cho sạch cái đít luôn. Rồi kéo quần lên trước đi chị. Kéo quần lên trước chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Dậu dậu trước trong công quận chưa có dậu nữa. Rồi, chưa được. Trước trước ừ anh chà đi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hay quá vậy. Quá trời đó, đó rồi, đúng rồi trời cái quần nó ra như móng kho luôn vậy. Chà đi anh. Chà trong đít đi. Quá trời. Đâu ổng trước nữa. Rồi rồi. Vớ cái cục gì ra nó ngồi. Đúng rồi. Anh lộn cái tay vô trong đít anh chà đi còn đang thùi hè. Anh lộn cái tay vô đít chà đi, anh cứ đứng vững đi con chiến nè. Trước á ông ơi. Chọt ăn trước á không sao đâu. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tay cái dầu lên trước cho ông đi. Để cái dầu lên trước chị. Ông đang ừ vô vô để tay vô trong đó rửa đi. Rửa mình đi anh. Ừ đúng rồi đó. Đó ừ để cái dầu cho ông rửa. Bây giờ đưa ra nước đen cho Phong. Đúng không? Má thấy má cứ ra nước đen cho má. Đó sạch sẽ rồi rửa cho sạch sẽ nha. Rồi vô chẳng thay quần cái gì. Mặc quần này đi chút khô rồi. Thôi bây giờ mình đi lên trước cho ảnh đứng đây thay quần luôn đi. Đứng 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 lên luôn thay cho ảnh luôn đi chứ. Chiếc lấy cái áo này lao sơ đi rồi thay luôn đi. Áo này áo của ổng cái gì? Không thay luôn đi, lao đi. Lao áo này lao ổng luôn đi. Không á, lát lên đây phơi đây cái mặt à. Đứng dậy lao đi rồi mình đi lên trước đi cho ta thay đồ đi. Rồi còn cái quần đâu rồi? Cái quần trên lên đâu má? Má cái quần này của cậu Tư, còn cái quần của con bé cho nữa. Dạ. Quần này đấy, dính miệng đó Quy. Ừ mặc đi, mặc luôn đi. Quy dính miệng đó gì Quy? Rồi mình đi lên đi. Rồi thôi đi má. Quá trời tắm được mừng. Đôi chừng má. Chết luôn. Đôi chừng không á. Thay cái quần luôn đi kia ổng đứng dậy thay cho ổng luôn đi chứ ơi. Tội nghiệp chiến quá. Quá trời thôi đi lên đây đi. Quá. Ê, mình không xuống ở đây đâu ai đâu nhá. Này không xong rồi kìa. Xong rồi kìa. Đó, sạch sẽ liền thấy chưa? Kéo vô nhà bếp luôn đi chứ. Vô luôn. Quá đẹp rồi. Hình như chú bị tê biến không phải. Chân thì teo rồi đó. Đi không? Rồi, rồi vô. Lúc đó đi. Nè trời. Ôi. Gì vậy? Ờ chú nghỉ ngơi đi chú. Tôi cũng mới hết bệnh á. Rồi. Dạ mệt. Cảm ơn cô. Thì thường là thường mình chiến quá trời đất à. Rồi rồi hết vô trong lượng. Hôm nay vô nữa. Rồi vậy mặt ra. Hôm nay anh chiến là thầu xây dựng chuyên gì kim bảo mẫu. Phải không? Kim bảo mẫu luôn. Rồi. Ờ tắm rửa sạch sẽ vậy ngủ ngon. Sạch sẽ liền hết chưa? Cái con người sạch sẽ liền. Mát không chú? Mát. Thích không? Mai mốt chú cũng tắm vậy nữa nha chú. Ngày nào tắm cũng tắm vậy chú. Tắm được cái gì sao bữa nó cái tắm. Chú xong thì bò lên nó nổi. À, rồi, hiểu rồi.
tại vì hằng ngày dắt để đi cứ dịch nguy hiểm. Anh Tư cho anh lao đầu nè, anh lao đầu đi, lao đi chị Trúc không nào ơi, trời ơi khổ quá đi em, lao dùm đi, tôi ở đây là tôi ba tôi nhờ bà con đây trống nước ông hàng ngày à, cho anh nè, anh lao đi nè, tự lao đi, lao cho sạch sẽ, anh sạch sẽ đi thơm tho nó không có bệnh nha, rồi lao là máng nhớ máng cái khăn này lên xài nha, là kỷ niệm của anh Tư tôi cho nó chứ không phải là nó giá đáng gì mà anh em anh dục nè. Là sao để em thấy là có luôn đó. Lao cái đầu đi. Lao đầu đi để nắng nè, anh trúng nước á. Tôi đem lao cho. Được lao cho. Kỳ quá. Có trời bà đất không hả? Quá trời luôn kìa. Lao cho khô cái đầu cho mượn nắng này. Còn nuôi giống. Lao. Kiếm sáng luôn nha. Trời ơi thiệt luôn. Chiến ơi. Chiến ơi. Chiến chạy luôn rồi má. Mày nào cái nhà này lớn lắm rồi mày vô đây chứ. Chết luôn rồi. Bây giờ nhờ em mua giùm một cái mùng với một cái... Ủa tối anh ngủ anh có xả mùng không? Đó. Mua giùm một cái mùng, cái di tấm chiếu, di tấm chiếu với một cái gối. Rồi. Là cái này giao em em. Dạ. Rồi tí chị gửi tiền là mua cái mùng, cái mền với cái gối. Rồi. Mua là anh ngủ anh phải xếp sạch sẽ, hai tay mình còn làm được là làm nhớ không? Nghe. Rồi bữa nay là ở sạch sẽ chứ không được ở dơ nữa, là tụi em không có xuống thăm anh nữa đâu á nha, đúng không anh? Hả? Ừ, rồi vậy chị Bình ơi, mời chị Bình đi. Giờ chị xuống đây chị thấy cái hoàn cảnh này sao, chị câu trong cái nhà đúng vô trong tâm xích vô trong luôn gần trong chiếc đó. Chị vô chị thấy giờ chị đi hồi đó giờ chị gửi quà cho bà con rất là nhiều, nhưng mà hôm nay chị đi trực tiếp ở đây chị thấy thấy ảnh thấy tội quá à, không có ai săn sóc mà chị em thì có gửi không à, bữa nay mới chính thức thấy anh á. Bây giờ em gửi số tiền này cho anh này, anh mua sắm gì sao? Không, để em nói gì luôn. Cái tiền này là hổm đài, em kiếm chiến làm, em điều mạng đó nha. Chứ em chưa có tiền, bây giờ hôm nay là anh Bình với lại chị Kim Anh, hai vợ chồng ảnh là trao số tiền này là để một lát gửi lại cho anh Thầu Chiến nha. Là sửa nhà cho anh đây nè, nha. Chứ còn không phải là lấy được xài đâu nha. Em nói trước, mít lòng trước tặng lòng sau. Chứ để lát tao cho anh rồi. Gửi, chút gửi cho anh Chiến hôm nay gửi. Dạ, thấy anh này không biết ảnh tin gì. Thì nói anh này đi ha. Sắp. Dạ. Sắp. Thấy không có, không có vợ, không có con. Tại vì em gửi 5 triệu cho chú Chiến làm nhà cho ảnh. Dạ. Dạ. Chiến có đủ không Chiến ơi? Hai, ba, bốn, năm. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị là anh Bình, chị Kim Anh là hai vợ chồng ở Kiên Giang, của mình cũng ở Kiên Giang. Rồi. Tiếp tục. Khánh. Cảm ơn đại hồng. Đúng rồi Khánh. Khánh đi. Thôi Khánh đi. Cái này rồi sao không có cho không? Không cho đúng không? Không cho là vậy là quy cho của anh ấy 1 triệu không? Quy cho anh 1 triệu. Dạ. Rồi sao ra cái chuyện với anh luôn. Anh ở cũng giống vậy luôn. Anh Bình với chị Kim Anh ở. Dạ. Rồi em em theo dõi kinh thì em cũng thấy chỗ Phong với anh Huy thì cũng đóng góp rất là nhiều những căn nhà cho Kiên Giang. Thì thôi em cũng có công lao của chị, của chỗ anh Bình với chị. Rồi em đại diện chính quyền địa phương, em cũng có cái ghi nhận tấm lòng em gửi cho anh Bình với chị. Dạ, hai chồng em cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn chú. Rồi. Cảm ơn chính quyền địa phương rất nhiều ạ. Dạ. Rồi, giờ tới Quy đi Quy. Dạ. Cùng sửa nhà đi sắm đồ. Hả? Dạ. 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 Dạ
Dạ, hôm nay thì Huy Phong cũng như là bà má Tâm Ngọc cũng Huy cũng xin đại diện nha anh Hòa Út cũng trao cho chú thêm 1 triệu để cho anh Chiến phụ tiền để xây nhà má ha, sửa nhà. Dạ, phải thay mặt anh Hòa Út thì Huy xin trích quỹ ra 1 triệu ha. Dạ. Giờ đây 1 triệu của anh Hòa Út, phụ anh Chiến cũng như là con đây để phụ chú xây nhà, phụ tiếp sửa nhà cho cái anh này. Dạ, dạ. Một khi cũng cảm ơn anh Hòa Út rất nhiều, chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn đại diện cho ảnh, ảnh nói chuyện tiếng Việt không gần để ảnh người dân tộc. Mình nói đại diện là cảm ơn anh Hòa Út. Thôi để tiếp tục thì thấy căn nhà của chú cũng cần có sự chung tay góp sức. Thì cũng cảm ơn anh Hòa rất là nhiều. Cũng cảm ơn chị Kim Anh với anh Hồ Văn Bình rất là nhiều đồng hành cùng kênh của tụi em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thì em cũng xin phép là chị Hai ha, xin phép chị Hai là gửi phụ chung tay là xây dựng 2 triệu ha. Gửi 2 triệu của chị Hai của em gửi cho anh để chung tay ha. Dạ. Của chị Hai à? Dạ, dạ. Cảm ơn chị Hai đã góp vô cái phần tiền 2 triệu để sửa nhà cho cái anh bị què. À, chú Sóc đúng không ạ? Sóc. Dạ. Rồi, trong chương trình ngày hôm nay thì cũng chúc mừng cho chú, phải không Phong? Đã có một cái túc liệu lý tưởng, túc liệu ước mơ của chú. Hả? Còn bên cạnh đó còn nữa. Dạ, con mời chú Tư. Dạ. Dạ, con mời chú Tư. Chú Tư đại diện cho gia đình này mà tán tặng cho chúng ta với anh Bình là chút đỉnh để sửa nhà cho anh. Không phải là tụi em tiếc gì với anh này, nhưng mà tụi em có cái là cái suy nghĩ và điều này em thấy cũng rất là thiết thực. Tại vì cái anh này là ảnh coi như là không có người thân, bây giờ đưa tiền thì cũng không biết xài cái gì luôn, không biết có xài cái gì luôn. Ảnh ăn cơm thì cũng của chồng sớm cho không à. Thì bây giờ thôi là bữa hổm em xuống thì con với Huy có quay cái nhà mà con thấy đó rất te tươi tươi tả. Thì ở đây là cũng nhờ là chỗ em Khánh là ở thị trấn này. Mời Khánh vô đây đi Khánh. Dạ. Em này cũng là rất là lo chăm lo cho bà con nghèo ở đây. Thì nói thật sự ở đây là những cái hoàn cảnh như thế này thì tụi em không biết đến mà đến, nhưng mà nhờ của Khánh, Khánh cũng đi tìm tàu vô thì thấy hoàn cảnh này cũng rất là coi như là không có chỗ bám luôn. Giờ cũng không biết làm sao. Thì Khánh có nói là thôi bây giờ chắc là anh chị cũng cho chút xíu tiền để sửa nhà thôi, chứ ảnh thì ảnh cũng biết xài gì. Thứ hai nữa là cũng sợ ảnh có tiền dư là ảnh mua rượu ảnh nhậu, sợ ảnh mua rượu nhậu rồi cũng bệnh hoạn nữa. Thì thôi bây giờ là Chiến nói lên cho bà con biết là em là nhận là coi sửa cho cái anh này cái nhà như thế này là bao nhiêu tiền chứ? Cái này sửa là 12 triệu vậy. 12 triệu là lo gạch là nhà cửa là mình chơi cái nền hoàn chỉnh hết luôn. Hoàn chỉnh hết luôn. Là cái nền rất là cao như vậy là ok rồi. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Thì nãy giờ coi như là mình nhận được 8 triệu rồi đúng không? 8 triệu rồi chị. 8 triệu thì bây giờ thôi vậy cho vợ chồng Tâm Ngọc góp thêm 4 triệu nữa là 12 triệu đủ nhà ai em ha. Dạ. 12 triệu rồi đây anh trao cho em Chiến 14 triệu nữa đi. Cho đủ 12 triệu đi rồi cái phần mua mền mua mùng thì tính sao để mình gửi riêng ha. Đứng đây. Ba đứng chỗ đứng nè. Chiếu này hiền thấy ghê luôn vậy bay. Chiếu này hiền quá chứ. Thôi để nó được rồi. Thôi. Mở ra cho đứng thoải mái chút coi người ta còn tính nữa. Được rồi.
ở đây là chắc mũi nhiều lắm thôi chứ. Mũi gì? Ở đây mũi. Để lại xuống đây đi. Nè bà con nhìn nè. Nhiều nó hai cái mới rồi. Trời ơi cái mùng nó mạnh vậy. Cái này má mất. Con xin lỗi. Lát nữa em bỏ luôn đi. Dạ. Đây nè vậy anh liếm anh trao cho chí 4 triệu nữa đi cho đủ là tiền sửa cái nhà 12 triệu. Đã được 8 rồi hả? Dạ. 10 11 12 triệu. Rồi còn để này là em xin đại diện anh Lê Khôi là anh xui của em ở bên Mỹ nó gửi cho anh 1 triệu nữa em. Là coi như 1 triệu này mình dư ra nè là em đi mua mùng mền nè, chiếu gói nè. Yeah. Rồi còn dư là anh đâu có ăn gì được phải không? Thì coi như là thôi giờ Khánh biết cái gì đó là chi cho ảnh đi chứ đừng đưa ảnh ảnh dạ. lết là sắp xếp là bị mất tiền mặt nha. Dạ, dạ. Cho ảnh chút xíu cho vui chứ còn ở đây thì chính quyền địa phương cũng chăm lo nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thôi chứ còn cái anh này không có giữ tiền được mà bà con đâu có phải cần mà cho tiền nhiều để ảnh giữ rồi cũng lạc mất. Dạ. Không có làm gì được đó. Anh trao 1 triệu của anh xui mình đi. Anh Lê Khôi đại diện anh Lê Khôi anh xui á của Tâm Ngọc gửi cho anh đây 1 triệu nha. Dạ có cánh giữ giùm ha có dạ. Gì rồi mùng mền chiếu gói nha. Dạ gì rồi chi? Con cũng đại diện thì con bé chiều nay con chạy đi mua mùng mền chiếu gói rồi nếu mà còn dư đó thì các con cũng gửi cái chị chị ăn sớm á mua gì cho anh em đấy mua đồ mua cơm hoặc mua gì đó thì cho. Dạ rồi thôi em cũng xin chân thành trước hết là cảm ơn quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước rất là nhiều nhưng mà hôm nay đặc biệt là cảm ơn vợ chồng của anh Bình hai tấm lòng vàng này cũng rất là lớn luôn đã cùng với em một ngày trời nay luôn là không có phải mà thời tiết ở đây là bà con biết rồi đó nhưng mà chị rất là chịu cực khổ để đi cùng tụi này rồi sau nữa là cũng cảm ơn anh Chiến đây hén rồi Khánh là chính quyền địa phương cũng sát sao hiện nay cũng nhờ là Khánh quan tâm giùm đến cái anh này nha tại có thân mình nha. Cảm ơn rồi xin cảm ơn tất cả các bạn hồng quân cũng như khán giả trên kênh Phong Nguyễn và Vi Phước được nhiều sức khỏe và may mắn nha. Rồi xin chào bà con. Dạ xin cảm ơn bà con rất là nhiều ạ.